Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vọc Vạch của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là jailbreak iPhone 7 Plus đang chạy cái phiên bản iOS 15.7.3, cái phiên bản cao nhất ở cái thời điểm mình làm video này nhé. Đó thì với các bạn mà iPhone mà đang chạy cái phiên bản iOS từ 15 cho đến 15.7.2 thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng được cái cách tương tự nhé. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi thông tin con iPhone này của mình nhé. Con iPhone này của mình thì mình cũng mới vừa reset phần mềm cho nó, khôi phục cài đặt gốc cho nó rồi nhá. Đó, mình sẽ bấm vào là cài đặt này. Đó, mình sẽ bấm vào là cài đặt chung, giới thiệu. Đó, iPhone 7 Plus này, phiên bản iOS là 15.7.3 này. Đó, và đây các bạn để ý nhá, cái dung lượng của nó khả dụng đây còn 22GB. Đó, tốt nhất là các bạn để dư tầm từ 15GB trở lên thì chúng ta mới có thể là jailbreak được nhé. Vì cái quá trình jailbreak của chúng ta nó sẽ chiếm cái dung lượng tầm từ 5 cho đến 10GB. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ, các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một chiếc USB. Tốt nhất là USB tầm từ 8GB trở lên nhé, để chúng ta có thể là tạo một chiếc USB boot vào cái hệ điều hành Ubuntu. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành tạo cái USB boot này nhá. Mình sẽ tạo ở trên Windows. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình. Ở trên màn hình máy tính của mình thì mình đã để sẵn cái tool đó là GB Peugeot, tức là jailbreak Peugeot này. Thì link tải cái tool này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải về. Sau khi tải về thì các bạn cũng cho ra màn hình desktop giống như mình đây nhá. Rồi trước khi giải lén cái tool này thì các bạn lên tắt cho mình cái phần mềm diệt virus ở trên máy tính đi. Đó, thì ở đây mình sử dụng Windows 10, cái phần mềm diệt virus mặc định đó là Windows Security. Nếu mà các bạn không thấy cái biểu tượng cái phần mềm diệt virus ở đây thì các bạn có thể là search vào đây để chúng ta tìm kiếm. Các bạn gõ cái từ khóa đó là Windows Security. Đây. Đó. Các bạn mở nó ra. Các bạn chọn cho mình vào là Virus and Threat Protection. Các bạn chọn cho mình vào cái mục là Manly Setting. Rồi ở cái mục là Real Time Protection, các bạn sẽ off đi cho mình nhé. Các bạn chọn Yes cho mình này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành giải nén cái tool này ra. Cái tool này thì cũng khá là nặng, nó tầm khoảng 3.6GB. Đó, mình sẽ chuột phải vào cái file này. Mình chọn vào là Extract Tool GB Peugeot. Các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu giải nén vào là Full Done. Rồi các bạn bấm OK cho mình. OK, mình đã giải nén xong rồi nhá. Đây, cái thư mục của nó đây. Mình sẽ mở cái thư mục này lên. Đó, thì ở đây có 3 file. File đầu tiên này là cái phần mềm Banana Etcher để mình có thể là tạo cái USB boot nhá. Đó, thì đây là cái file portable. Các bạn chỉ kích đúp vào là chúng ta chạy luôn thôi. Các bạn không cần phải cài đặt gì. Và cái file thứ hai đây chính là cái file text thôi. Ở trong đây thì nó sẽ chứa những cái lệnh để chúng ta có thể là tiến hành jailbreak. Đó. Còn cái file thứ ba này, đó là cái file ISO của cái hệ điều hành Ubuntu. Bây giờ mình sẽ thử mở cái file text này ra nhé. Cái file lệnh để chúng ta có thể là tiến hành jailbreak nhé. Các bạn có thể là kích đúp vào. Đó, các bạn mở bằng Notepad đi. Đó, thì ở đây mình sẽ nói sơ qua những cái lệnh này nhé. Ở đây những cái lệnh mà mình bôi đen đây là những cái lệnh mà cần thiết để các bạn cài đặt vào Ubuntu nhé. Đó. Còn cái lệnh tiếp theo mà mình bôi đen đây để chúng ta có thể là tải về cái dữ liệu Peugeot nhé, cái ứng dụng Peugeot này. Đó, còn hai cái lệnh này để chúng ta có thể là kết nối iPhone của chúng ta với cái hệ điều hành Ubuntu. Còn cái lệnh cuối cùng này là để chúng ta có thể là tiến hành jailbreak nhé. Các bạn để ý ở đây, ở cái lệnh này đó đang là cái phiên bản iOS là 15.7.2. Các bạn có thể là đổi luôn cho mình là 15.7.3 nhé. Đó, thôi tẹo nữa mình đổi sau cũng được. Đó, thì bây giờ thì các bạn có thể là copy luôn cái file text này, cái file lệnh này. Các bạn có thể là copy vào trong cái ổ máy tính của mình nhé. Ví dụ mình để cho vào ổ C đi, ổ Win10 này. Để tẹo nữa mình vào hệ điều hành Ubuntu, mình có thể là mở được cái file lệnh này để chúng ta có thể là tiến hành jailbreak nhé. Mình sẽ copy vào đây đi. Đó. Ở đây thì mình đã copy rồi nhé. Đây mình copy lại này. Đó. Đó, mình chọn continue. OK. Tiếp theo thì mình sẽ mở cái ứng dụng Banana Etcher này để mình tạo cái USB boot nhé. Các bạn cứ kích đúp vào là chúng ta chạy luôn được nhé. Các bạn không cần phải cài đặt. Đó, đây là cái file portable. OK, nó đã khởi động lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắm cái USB này vào máy tính của mình nhé.
Rồi, bây giờ mình có thể là bấm vào chọn flat from file này. Sau đó là các bạn tìm đến cái file ISO này nhé. Hoặc là các bạn có thể là bấm chọn vào cái file ISO này. Sau đó là các bạn kéo, các bạn kéo vào đây. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ chọn vào cái USB nhé. Mình sẽ bấm vào là select target này. Đó, ở đây nó đã nhận ra cái USB của mình rồi nhé. Đó, USB 32GB. Mình sẽ tích chọn vào nó này. Sau đó là mình bấm vào select one này. Rồi mình sẽ bấm vào flash nhé. Nó hiện lên cái bảng user account control. Thì các bạn cứ bấm cho mình vào là yes. Rồi cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, như vậy là cái quá trình tạo cái USB boot của mình đã thành công rồi nhá. Đó, mình sẽ tắt cái cửa sổ này đi này. Đó, mình sẽ đóng nó lại này. Đóng này. Mình đóng nó lại này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ khởi động lại máy tính nhá. Đó, để mình boot vào cái USB mà vừa mình tạo. Đó, mình sẽ bấm vào đây này. Rồi, mình sẽ bấm vào nút nguồn này. Mình chọn vào power này. Rồi, mình sẽ chọn vào restart nhá. Restart nhá. Các bạn chú ý cho mình nhé, là đúng lúc màn hình nó tắt thì mình sẽ cần phải bấm cái phím boot menu hay là boot option nhé, để mình boot vào USB của mình. Nó tùy theo từng dòng laptop hay là máy tính để chúng ta bấm phím cho phù hợp nhé. Ở đây thì mình sử dụng laptop của Dell. Đó, ok, mình sẽ bấm F12 nhé. Đó, mình sử dụng laptop của Dell nên mình bấm F12. Còn các bạn sử dụng các hãng máy tính hay laptop khác nhau thì các bạn cần phải bấm phím cho phù hợp nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn vào là USB Storage Device. Mình sẽ bấm phím di chuyển ở trên cái bàn phím laptop này. Đó, mình chọn vào, sau đó là mình bấm Enter này. Tiếp tục mình Enter luôn nhé. Đó, mình Enter ở cái dòng đó là Try or Install Ubuntu. Bây giờ nó đang khởi động vào Ubuntu nhé. Cái đoạn này thì cũng khá lâu, mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, nó vào cái màn hình này. Thì ở đây mình sẽ có hai cái tùy chọn, đó là mình sẽ chạy Ubuntu ở ngay trên USB của mình, hoặc là mình có thể là cài đặt Ubuntu vào laptop hay là máy tính của mình nhé. Thì ở đây thì mình sẽ chỉ chạy ở trên USB của mình thôi. Đó, mình sẽ bấm vào là try Ubuntu này. Nếu mà các bạn nào mà đây nhá, ở đây nếu mà các bạn nào mà bị lỗi, các bạn chạy Ubuntu ở trên USB mà bị lỗi đấy, thì các bạn có thể là cài đặt Ubuntu vào máy tính của chúng ta nhé. Thì cái có thể là chúng ta sẽ không bị lỗi. Đó, tùy theo từng trường hợp nhé. Còn ở đây thì mình vẫn chạy trên USB của mình ngon lành. Chính vì vậy mà mình sẽ không cài đặt vào laptop của mình nhé. Ok, mình đã khởi động vào Ubuntu rồi. Và cái việc đầu tiên các bạn cần làm đó là các bạn cần phải kết nối mạng cho laptop của chúng ta. Đó, các bạn sẽ bấm cho mình vào cái biểu tượng nguồn này. Sau đó là các bạn chọn setting cho mình này. Đó, ở đây thì máy tính của mình thì nó lại không nhận cái mạng wifi nhé. Nếu mà laptop của bạn mà nhận cái mạng wifi thì các bạn có thể là kết nối vào wifi. Còn ở đây của mình nó không nhận wifi, chính vì vậy mà mình sẽ cắm cái mạng dây cho nó nhé. Đó, mình sẽ cắm cái mạng dây cho nó này. Đây, giờ mình sẽ cắm cái mạng dây cho cái con laptop này của mình nhé. Đó, mình đã cắm cái mạng dây vào rồi nhé. Đó, các bạn để ý này, khi mà mình cắm cái mạng dây vào thì nó đã nhận rồi nhé. Đây, nó đã kết nối rồi này. Connected đây. Đó, và các bạn để ý ở đây nó cũng có cái biểu tượng mạng dây rồi đây nhá. Như vậy là mình đã kết nối vào mạng rồi. Tiếp theo thì các bạn cần phải mở cho mình cái file mà chứa những cái dòng lệnh để chúng ta tiến hành jailbreak nhá. Các bạn kéo xuống phía dưới đây cho mình. Mình để ở ổ C Win10 nhá. Đây, ổ Win10 của mình đây. Đó, cái file đó là PUGN9NUT đây. Các bạn kích đúp vào để mở cho mình nhá. Đó, các bạn để ý đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chạy những cái lệnh này nhé. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở một cái terminal ở ngoài desktop này nhé. Mình sẽ chuột phải vào desktop này. Mình chọn vào là Open in Terminal này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chạy những cái dòng lệnh này nhé. Đây, mình sẽ chạy cái dòng lệnh thứ nhất này này. Đó, mình kích đúp vào. Đó, các bạn kích đúp vào thì nó sẽ chọn hết cái dòng lệnh nhé. Sau đó là các bạn chuột phải này, chọn Copy này.
Rồi các bạn sẽ chuột phải sang đây, các bạn chọn paste cho mình, sau đó là các bạn bấm enter cho mình nhé. Đó, các bạn chú ý cho mình là các bạn lên thực hiện cái quá trình jailbreak này ở vào ban ngày nhé. Nếu mà các bạn thực hiện vào ban tối thì nó khá là lâu, do nó cần phải tải những cái dữ liệu này về. Như vậy là lệnh thứ nhất xong rồi nhé. Mình sẽ thực hiện cái lệnh thứ hai này. Đó. Rồi mình lại bấm enter này. Rồi tiếp tục các bạn bấm enter cho mình lần nữa nhé. Enter này. Đó, một loạt những cái lệnh này, đây, một loạt những cái lệnh này là giúp chúng ta cài đặt những cái phần mềm cần thiết về. Đó, còn cái lệnh này là giúp chúng ta có thể là tải được PeelGen về nhé, cái dữ liệu của PeelGen về. Hai cái lệnh tiếp theo này để giúp iPhone của chúng ta có thể là kết nối với cái hệ điều hành Ubuntu này nhé, kết nối với laptop, máy tính của mình. Còn cái lệnh cuối cùng này để chúng ta tiến hành jailbreak nhé. Đó, mình đang thực hiện đến cái lệnh thứ hai này rồi nhé. Ok, mình đã thực hiện xong cái lệnh thứ hai này rồi. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái lệnh thứ ba này. Đó, các bạn làm tương tự thôi. Enter này. Đó. Rồi mình thực hiện cái lệnh thứ tư này. Thực ra cái lệnh thứ tư này là một cái lệnh tổng hợp giúp chúng ta có thể là cài đặt được những cái ứng dụng này. Đó, một loạt những cái ứng dụng này. Và cái chữ Y cuối cùng này để chúng ta có thể là không phải bấm thủ công nữa nhé. Tự động nó chọn vào là Yes luôn. Đó, mình sẽ kích đúp. Mình copy này. Mình sang đây, paste và enter. Ok, đã xong rồi nhé. Mình sẽ thực hiện cái lệnh tiếp theo. Đó, các bạn này paste vào đây rồi enter này. Đó, đã xong rồi. Mình thực hiện cái lệnh tiếp theo. Đó. Cái lệnh này thì nó sẽ cài đặt Homebrew. Đó. Cái lệnh này thì nó chạy khá là lâu. Đó, mình sẽ copy này. Rồi mình lại paste vào đây và enter. Các bạn bấm enter lần nữa cho mình nhé. Đó, các bạn để ý cho mình nhé, là các bạn nên thực hiện cho mình cái quá trình jailbreak này vào ban ngày nhé. Nếu mà vào buổi tối đấy thì nó khá là chậm, khiến cho cái quá trình jailbreak của chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn nhé. Ok, như vậy là cái lệnh tải về và cài đặt Homebrew của mình đã xong rồi nhé. Mình sẽ thực hiện cái lệnh tiếp theo đây. Đấy, các bạn cần phải chọn cho mình như này nhé. Mình enter này. Rồi, đã xong rồi. Mình thực hiện cái lệnh tiếp theo này. Enter này. Rồi, xong luôn rồi nhé. Rồi cái lệnh cuối cùng của cái việc chúng ta tải những cái phần mềm cần thiết về nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ tải PeelGen về nhé. Đó. Các bạn có thể là thực hiện luôn ở trên cái terminal này, hoặc các bạn có thể là tắt đi. Đó, các bạn có thể là tắt đi, sau đó lại mở lại một cái terminal mới. Đó. Rồi các bạn sẽ thực hiện cái lệnh để chúng ta tải về cái dữ liệu PeelGen. Nó sẽ tải một cái thư mục về cái màn hình desktop này nhé. Đó, cái thư mục là PeelGen. Cộng với là nó sẽ chuyển cái lệnh của terminal này về cái thư mục là PeelGen nhé. Hiện tại thì cái terminal này nó đang được mở và thực hiện ở trên desktop này nhé. Đó, bây giờ các bạn sẽ thực hiện cái lệnh này cho mình. Đó, sau khi thực hiện cái lệnh này thì nó sẽ tải về cái dữ liệu của PeelGen về desktop này, cộng với là nó sẽ chuyển cái lệnh này về cái thư mục là PeelGen nhé. Đó, các bạn sẽ để ý coi. Rồi mình sẽ bấm enter này. Đó, các bạn để ý này, ngay lập tức nó tạo một cái thư mục PeelGen ở trên desktop rồi nhé. Sau đó là nó sẽ tải về PeelGen.
Đó, bạn để ý nha, chúng ta jailbreak vào ban ngày thì cái việc chúng ta tải về khá là nhanh, khiến cho cái việc chúng ta jailbreak sẽ được nhanh hơn nhé. Đó, như vậy là đã xong rồi nhé. Đó, và đây các bạn để ý cho mình là cái lệnh, cái lệnh nó đã chuyển về cái thư mục là pgen rồi đây nhé. Đó, ban đầu thì là cái lệnh nó ở desktop, còn bây giờ là cái lệnh nó sẽ thực hiện ở cái thư mục đó là pgen nhé. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ thực hiện cái lệnh tiếp theo, đó là hai cái lệnh này để chúng ta kết nối iPhone vào máy tính nhá. Đó, trước khi thực hiện hai cái lệnh này thì mình sẽ kết nối iPhone của mình với máy tính bằng chính cái cắp sạc của nó nhé. Ở đầu này mình sẽ kết nối vào máy tính này. Ở đầu còn lại này thì mình sẽ kết nối vào iPhone của mình nhé. Đó, nó hiện lên cái bảng là tin cậy máy tính thì mình sẽ bấm vào là tin cậy này. Ở trên màn hình máy tính này các bạn để ý nhá, nó hiện lên cái bảng đó là Untrust Device, mình sẽ bấm vào là Try Again này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở thêm một cái terminal mới ở desktop nhé. Mình sẽ chuột phải vào desktop này, chọn vào Open in Terminal. Sau đó là mình sẽ thực hiện hai cái lệnh này nhé, để kết nối iPhone của mình với máy tính. Đó, mình paste vào đây. Sau đó là mình bấm Enter. Rồi tiếp tục lệnh thứ hai này, copy này, paste này, enter này. Đó, các bạn để ý này, ngay lập tức nó hiện lên cái bảng như vừa lấy đấy, thì là đã được nhá, iPhone của mình đã kết nối với máy tính rồi. Đây các bạn để ý nhá, có cái thông báo là connected đây, tức là đã kết nối vào máy tính của mình rồi, laptop của mình rồi nhá. Rồi mình giấu, các bạn giấu cái terminal này xuống. Rồi bây giờ thì mình sẽ thực hiện cái lệnh cuối cùng này để mình tiến hành jailbreak nhé. Với cái lệnh cuối cùng này thì các bạn sẽ cần phải thay đổi cái phiên bản iOS ở cái lệnh này theo cái phiên bản iOS ở trên iPhone của chúng ta nhé. Đây mình sẽ vào đây để cho bạn coi. Đó, giới thiệu này. Đó, đây cái phiên bản iOS là 15.7.3 nhé. Đó, các bạn sẽ sửa cái lệnh này cho mình là 15.7.3. 15.7.3 này. Rồi, ok, bây giờ thì mình lại copy cái lệnh này, rồi mình sẽ paste vào. Các bạn chú ý nhé, là các bạn phải paste vào cái terminal mà nó được thực hiện ở cái thư mục là pgen. Đó, đây nhá, các bạn để ý nhá, cái terminal mà thực hiện ở cái thư mục pgen này nhá. Rồi mình sẽ paste vào đây, sau đó là mình enter. Đó, các bạn cứ bấm enter cho mình này. À, các bạn để ý ở đây nó có một cái thông báo là như này nhá, Gator chưa được cài đặt này, vui lòng bấm phím bất kỳ để cài đặt nó này. Đó, thì mình sẽ bấm enter tiếp nhá, để mình cài đặt. Đó, cài đặt cái Gator này. Đó, các bạn cứ bấm enter cho mình đi. Đó, rồi bây giờ thì nó sẽ đưa, đó, các bạn để ý nhá, nó sẽ đưa iPhone của mình vào trong chế độ recovery này. Nó tự động nó đưa iPhone của mình vào trong chế độ recovery nhá. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ cần phải đưa iPhone của mình vào trong chế độ DFU nhé. Mình sẽ đưa iPhone của mình vào trong chế độ DFU này. Đó, vừa lấy là nó tự đưa iPhone của mình vào trong chế độ recovery như này nhé. Bây giờ thì đối với con iPhone 7, iPhone 7 Plus này của mình, thì mình sẽ bấm giữ đồng thời phím nguồn cộng với là phím giảm âm lượng nhé. Khi màn hình nó tắt thì các bạn sẽ đếm cho mình đến 3, sau đó là các bạn nhả nguồn ra nhưng mà vẫn bấm giữ giảm âm lượng nhé. Các bạn cầm tay phải như này, rồi tay trái mình thực hiện này. Đó, mình bấm giữ đồng thời nguồn và giảm âm lượng này. 1, 2, 3, mình nhả nguồn ra nhưng mà vẫn bấm giữ giảm âm lượng nhé. Các bạn đếm độ khoảng 7 đến 10 giây thì các bạn nhả cho mình phím giảm âm lượng ra nhé. Đó. Ok, bây giờ mình nhả phím giảm âm lượng ra được rồi này. Đó, nó đã vào trong chế độ DFU rồi nhá. Bây giờ thì mình lại bấm enter nhé. Đây các bạn để ý nhá, nó bảo chúng ta là bấm phím bất kỳ khi chúng ta đã ở trong chế độ DFU. Đó, iPhone của mình đã ở trong chế độ DFU rồi nhá. Bây giờ mình lại bấm enter đi. Đó, các bạn chờ một chút nhá. Đó, nó đã chạy rồi. Nó đã nhận rồi, đã nhận ở trong chế độ DFU rồi nhé. Đó. Đó, nó chạy rồi.
quá trình nó chạy này cũng khá là lâu nên mình sẽ để vào đây nhé. Đó, mình sẽ để vào đây để cho các bạn dễ quan sát. Mình cứ cầm tay đi. Đây các bạn để ý nhé, nó có cái biểu tượng ổ đĩa này. Đó. Đó các bạn để ý nhá, cái quá trình này nó khá là lâu, các bạn kiên nhẫn chờ đợi nhé. Đó các bạn để ý, sau một cái khoảng thời gian khá là lâu thì nó bây giờ nó mới chạy tiếp. Đó, các bạn phải chịu khó chờ nhé. Đó. Đây, iPhone của mình thì nó vẫn đang ở cái màn hình có cái ổ đĩa ở giữa như này nhé. Đó, các bạn để ý nhé. Nó đã có cái thông báo là Play 1 done, tức là cái giai đoạn 1 đã xong nhé. Bây giờ thì nó sẽ khởi động lại iPhone của mình. Và nếu mà nó không tự động khởi động lại thì các bạn sẽ phải khởi động lại nhé. Nếu mà nó không tự động khởi động lại thì các bạn sẽ cần phải bấm phím để chúng ta khởi động lại iPhone. Rồi các bạn chờ một chút nhé. Nếu mà nó không tự động khởi động lại thì mình sẽ bấm phím nguồn và phím giảm âm lượng để khởi động lại. Đó, như đây là nó đã tự động khởi động lại rồi này. Đó. Đó. Các bạn cần phải chờ đợi nó vào cái chế độ normal mode nhé. Cái chế độ thông thường. Đây các bạn để ý nhé, nó đã vào trong chế độ thông thường rồi. Đó. Và bây giờ nó sẽ chuyển iPhone của mình vào trong chế độ Zico Remote nhé. Tự động nó đưa iPhone của mình vào trong chế độ Zico Remote này. Đó. Nó đã vào trong chế độ Zico Remote rồi nhé. Đó các bạn để ý nhé, nó lại ở trong chế độ Zico Remote này. Và bây giờ thì mình sẽ cần phải chuyển vào trong chế độ DFU. Sau đó là mình sẽ bấm phím Enter nhé. Đó, giờ mình lại chuyển vào trong chế độ DFU. Mình sẽ bấm giữ nguồn và giảm âm lượng này. 1, 2, 3, nhả nguồn. Vẫn bấm giữ giảm âm lượng này. Các bạn đếm khoảng 10 giây thì các bạn sẽ nhả phím giảm âm lượng ra nhé. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn nhả giảm âm lượng ra. Đó, như vậy là iPhone của mình đang ở trong chế độ DFU nhé. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện theo cái lệnh này nhé. Đó, bấm phím bất kỳ khi iPhone của chúng ta ở trong chế độ DFU mode. Đó. Mình cứ bấm Enter thôi. Chủ yếu là ở cái giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian nhé. Còn ở cái giai đoạn sau này thì nó sẽ nhanh hơn. Đó. Đó các bạn để ý này. Như vậy là cái lệnh nó đã thực hiện xong rồi. Và iPhone của mình nó đang chạy những cái dòng lệnh này. Đó. Ok, nó đã khởi động lên rồi. Đó. Rồi, đã khởi động lên nhé. Đây, các bạn để ý là các bạn chưa nhìn thấy PLGN nhé. Đó, các bạn chờ một chút.
thì PeoGen nó sẽ xuất hiện nhé. Đó, chưa thấy có PeoGen này. Các bạn chú ý là các bạn đó, nó đã kết nối vào Wi-Fi rồi nhé. Đó, trước đó thì các bạn cần phải kết nối vào Wi-Fi trước. Đó, trước khi mà chúng ta tiến hành jailbreak thì các bạn cần phải kết nối vào Wi-Fi trước cho mình nhé. Đó, đây các bạn để ý nhé, PeoGen đã xuất hiện rồi này. Đó, rồi mình sẽ mở PeoGen lên. Sau đó là mình sẽ bấm vào Install. Rồi mình sẽ bấm vào là All Away All Low. Đó, quá trình cài đặt đã xong nhé. Mình sẽ bấm vào là Rest Screen. Đó, nó sẽ khởi động lại màn hình một lần nhé. Đó, bây giờ mình không cần kết nối vào máy tính này. Đó, đây các bạn để ý nhé. À, bây giờ mình đã có Signal rồi này. Mình có thể là mở Signal lên. Đó, đó các bạn chọn là cho phép này. Đó, bây giờ các bạn bấm vào nguồn này. Đó, bây giờ thì các bạn có thể là thêm bất kỳ cái nguồn nào vào này. Đó, thêm bất kỳ cái nguồn nào vào nhé. Đó, mình bấm tiếp tục này. Rồi là ở đây gói này, các bạn cập nhật tất cả các gói cho mình nhé. Đó, các bạn bấm xác nhận cho mình này. Ok, mình sẽ bấm vào khởi động lại Signal này. Đó, Signal đây. Đó, các bạn có thể là tìm kiếm những cái tweet để chúng ta cài đặt. Đó. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là jailbreak iPhone 7 Plus đang chạy cái phiên bản iOS là 15.7.3, cái phiên bản cao nhất ở cái thời điểm mình làm video này nhé. Với các bạn mà iOS từ 15 cho đến 15.7.2 thì các bạn làm tương tự như cái video này của mình nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.